Chào tất cả anh em đến với kênh Benjamin. Thì như anh em cũng đã biết, hiện tại Valorant đã ra bản test beta trên thế giới, nhưng mà rất tiếc là không có Việt Nam, nó chỉ đưa ra bản test ở một số khu vực trên thế giới. Và chắc hẳn sẽ có rất nhiều game thủ đang thắc mắc là liệu Valorant có được xuất bản trên phiên bản mobile không. Thì trong tin tức ngày hôm nay, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em về cái vấn đề này. Ok, chúng ta bắt đầu xem có gì mới nha. Và ngày 7 tháng 4 vừa qua, dự án FPS của Riot Games Valorant đã chính thức ra mắt phiên bản Cloud Beta. Ngay trong ngày đầu tiên, tựa game này đã gặp sự cố không ai ngờ tới. Sau 24 giờ ra mắt, việc phải đón nhận một lượng lớn người chơi truy cập đã khiến hệ thống máy chủ của game quá tải, dẫn đến sập server. Điều này chứng minh Valorant ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ FPS trên toàn thế giới trong giai đoạn Cloud Beta và lối chơi pha trộn giữa CS:GO và Overwatch. Mặc dù còn quá sớm để nói rằng Valorant sẽ trở thành tựa game FPS Esports hay nhất trong thời gian tới hay không, nhưng trò chơi này dường như đang có những thành tựu nhất định trong phân khúc game PC. Tuy nhiên, dường như Riot Games cũng có nhiều kế hoạch cho Valorant hơn là việc chỉ cho ra mắt trên nền tảng PC. Mới đây, một người chơi đã bất ngờ tìm thấy phiên bản dành cho nền tảng di động của tựa game này. Cụ thể, game thủ này phát hiện ra rằng Valorant có thể chạy một chế độ máy tính bảng và ngay lập tức đăng tải trên Reddit. Người chơi này vô tình khám phá điều này khi cố gắng chơi Valorant trên máy tính xách tay của mình ở chế độ máy tính bảng. Một số dòng laptop có kết hợp luôn màn hình cảm ứng và tháo rời được bàn phím. Bất ngờ là màn hình hiển thị của Valorant xuất hiện các nút điều khiển tương tự như các tựa game bắn súng di động khác như là PUBG Mobile hay Call of Duty Mobile. Game thủ này sau đó đã thử một vài trận đấu tập để xem hệ thống này có hoạt động hay không, thì bất ngờ hơn là các nút điều khiển cảm ứng này có thể thao tác được. Trong phần bình luận, một người dùng Reddit khác cũng tiết lộ rằng các biểu tượng nút điều khiển trong Valorant đã được phát hiện từ ngày 4 tháng 4 vừa rồi. Và đây là một tin vui đối với game thủ yêu thích Valorant nhưng lại muốn chơi tựa game này trên thiết bị di động. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Riot Games quyết định dấn thân dự án này sang mobile. Điều mà nhà phát hành này đã làm với những sản phẩm trước đó của mình như Liên minh huyền thoại Tốc Chiến, Tấu chương chân lý mobile. Tất nhiên, vẫn sẽ cần chờ đợi những thông tin chính thức được phát đi bởi Riot Games về vấn đề này. Quan trọng hơn là Valorant mới chỉ đang Cloud Beta trên PC, nên thậm chí dự án mobile của tựa game này có trong kế hoạch của Riot Games đi nữa thì chắc chắn cũng không được phát hành vào thời điểm này. Nhưng một điều chắc chắn sẽ xảy ra là trong thời gian tới, game thủ Việt Nam sẽ được trải nghiệm tựa game này trên bản PC đầu tiên. Còn bản mobile thì chúng ta cần thêm nhiều thời gian từ nhà phát hành. Còn anh em nghĩ sao về vấn đề này, hãy để lại những bình luận chất bên dưới nhé. Anh em nào quan tâm đến tốc chiến và đấu trường chân lý mobile có thể tham gia vào group dưới phần mô tả và đừng quên like, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ các loại game hot trên thị trường. Cảm ơn và tạm biệt anh em.